Hi, xin chào các bạn. Ở video trước, mình đã hướng dẫn các bạn về vòng lặp while trong Java. Ở bài này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về vòng lặp for trong Java. Nếu các bạn xem tới đây rồi mà các bạn vẫn thấy có vẻ series nó quá về thiên về lý thuyết, thì hãy cố gắng cứ nạp những cái này vào đầu một cách thụ động trước đi. Có thể không hiểu vì làm ít bài tập, nhưng sau đó khi các bạn nạp rồi, tới lúc các bạn làm những bài thực tế, các bạn quay lại, các bạn ngâm lại nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì các bạn muốn làm thì trong đầu các bạn phải có cái gì đó trước rồi, đúng không? Giống như kiểu là các bạn đang đào cái móng để các bạn xây cái nhà. Bây giờ chưa ra cái hình thù gì của nhà hết, nhưng mà các bạn phải có cái móng các bạn mới xây lên được. Thành ra cứ ráng học đi ha, không có gì phải lo ngại hết. Lúc đầu, lúc nào cũng ngờ và bỡ ngỡ cả. Rồi, qua bài này thì các bạn nên biết được vòng lặp while trong Java rồi. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề vòng lặp for là gì, cấu trúc vòng lặp for, và lưu ý khi các bạn đã nắm được vòng lặp while thì vòng lặp for rất là dễ với các bạn. Chúng ta đi vào phần lặp vòng lặp for là gì. Thì như bài trước cái team đã nói về vòng lặp while thì phải cần một điều kiện để thực hiện hoặc kết thúc vòng lặp. Mà có khi ta chỉ muốn khối lệnh đó lặp n lần nhất định thôi, tức là lặp bao nhiêu lần, giả sử lặp 5 lần, thực hiện tới lui 10 lần, thực hiện 10 lần, 11 lần gì đó. Thì việc đơn giản là tạo ra một cách cái biến đếm và thay đổi n lần. Vì vậy vòng lặp for chính là giúp chúng ta tạo những vòng lặp n lần nhất định bằng một biến nó chạy. Nó chạy là vì nó cộng cộng lên, nó không có cộng cộng lên thì nó vô tận. Từ từ sẽ cho các bạn thấy cái cấu trúc khá là thường xuyên gặp, sau này các bạn sẽ gặp nhiều. Vòng lặp for có thể giúp chúng ta giải phóng bộ nhớ biến chạy một cách nhanh chóng. Rồi, cấu trúc vòng lặp for. Đây, for. Cấu trúc vòng lặp while thì có phải ở đây while không? Ở đây là nguyên một cái khối này sẽ là điều kiện thực hiện của vòng lặp, đúng không? Tới khi nào điều kiện này không còn đúng thì nó sẽ dừng. Và trong đây là khối lệnh cần lặp lại. Thì vòng lặp for thì nó sẽ khác khá là nhiều ở trong cái khối này. Tại vì sao ạ? Giả sử bạn phải làm một vòng lặp while để làm một cái chuyện là xuất ra màn hình các giá trị từ 1 tới 10, thì bạn phải tạo một biến đếm ở bên ngoài vòng lặp. Giá trị khởi tạo của nó là bằng 1. Điều kiện dừng của nó là cái biến đếm đó nó còn đang nhỏ hơn hoặc bằng 10. Ở đây sẽ in ra cái biến đếm đó, và sau đó các bạn lại phải tăng cái biến đếm lên 1 đơn vị, đúng không? Thì ở đây nè, vòng lặp for sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm cái chuyện là bạn không cần phải khởi tạo cái biến đếm đó ở bên ngoài này. Các bạn không cần phải tăng biến đếm lên 1 đơn vị ở trong đây. Và điều kiện dừng là nằm ngay trên đây, tức là tất tần tật nằm ở đây liền. Vòng lặp for nó gọn ở chỗ đó. Thì nó có 3 phần trên cái trong cái cặp mặt tròn này. Thứ nhất là khởi tạo biến chạy, thứ hai là biểu thức điều kiện, và thứ ba là thay đổi biến chạy. Được không? Mỗi thằng nó cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Khởi tạo, thằng này sẽ được tạo đầu tiên và lần đầu tiên. Lần đầu tiên khi bước vào cái vòng lặp thôi nha. Một lần đầu tiên khi bước vào vòng lặp. Thằng này sẽ được kiểm tra liên tục, được không? Sau khi thằng này được thực hiện, nó sẽ như thế này nè, cấu trúc chạy nè. Mới vô, lần đầu tiên chạy vào là for, nó sẽ khởi tạo biến chạy, nó thực hiện cái khối này. Sau đó làm gì? Nó kiểm tra cái khối này. Sau khi kiểm tra nếu thỏa mãn, nó mới vô, nó thực hiện cái câu lệnh trong khối lệnh lặp lại. Sau khi thực hiện xong khối lệnh lặp lại, nó chạy xuống đây, nó lại nhảy lên trên này. Nó bắt đầu thực hiện cái khối thứ ba. Sau đó mới quay lại bên này kiểm tra. Đó, vòng lặp của nó chạy như vậy. Chạy ngay khúc này, được không? Đó, đó chính là cấu trúc của vòng lặp for. Nguyên lý nè, mình đã nói rồi, được chưa? Bạn có thể tự đọc lại trên website hackaday.com, có tài liệu cho các bạn dùng. Bây giờ ví dụ về vòng lặp for. For in y bằng 0, rồi chấm phẩy, khối đầu tiên. Tiếp tục, điều kiện dừng đến điều kiện thực hiện khi y còn nhỏ hơn 10. Tiếp tục, y tăng lên một đơn vị mỗi lần. Vòng lặp lại đó là xuất ra màn hình y. Thì đây chính là kết quả được 0.9. Có phải như cái mình nói không? Y như thuật toán mình nói luôn. Mọi thứ này đến đầu rồi. Ok. Rồi bây giờ mình viết ra chương trình in các số lẻ trong khoảng 1 đến 10 cách nhanh gọn nè. Y chang luôn. Nhưng chỗ này mình thay vì y cộng cộng thì làm gì? Y cộng bằng 2. Hợp lý mà. Thay vì mỗi lần lặp nó cộng lên 1 đơn vị thì nó cộng 2, thì có phải lúc nào nó cũng là số lẻ không? Và y bắt đầu từ số 1. Chuẩn, không cần chỉnh, nhanh gọn lẹ, rõ ràng, sạch sẽ.
Ok, rồi. Lưu ý là kết thúc vòng lặp biến chạy tự giải phóng. Nếu ta khai báo biến chạy trong biểu thức khởi tạo vòng lặp thì sau khi kết thúc biến chạy sẽ tự giải phóng và chúng ta không sử dụng nó được nữa. Được không? Ở đây nè, khi chúng ta khởi tạo ở đây nè, đây là biến chạy chúng ta khởi tạo bên ngoài thì chúng ta mới xài được. Còn nếu mà không có thằng khởi tạo bên ngoài này, các bạn ra ngoài này các bạn in ra nó sẽ bị lỗi ngay. Nó kêu là biến y này chưa được khai báo. Đây. Giờ y đây không xài được nè, thấy không? Đó, đó là một lưu ý. Việc thay đổi biến chạy có thể dừng một lần. Vì sao mỗi lần thay đổi biến chạy sẽ thì sẽ được hiện lại. Mỗi lần lặp thì biến cái việc thay đổi cái biến chạy này sẽ được thực hiện lại. Ta phải đảm bảo rằng sẽ đến một lúc biến chạy đáp ứng được điều kiện là dừng vòng lặp. Nếu không chúng ta sẽ gặp vào tình huống đó là lặp vô tận, lặp hoài. Giả sử chỗ này bạn không làm gì hết, bạn bỏ y thì trường đi luôn. Bạn hai tay bỏ được nha, trong đây bạn không ghi diễn được nha. Nhưng mà phải đủ với chứ phải nha. Đó, bạn bỏ y trừ trường luôn, tức là nó không hề tăng hay giảm y. Thành ra là nó xuất ra cùng một đơn vị mà nó xuất hoài. Hả? Rồi. Có thể biến vòng for vô tận là như thế này. Đây là một kiểu nè. Đây là một dạng của vòng while cấu trúc. Còn điều kiện dừng của nó là chung. Đấy nè. À, hoặc là dạng như thế này không có điều kiện dừng cũng vậy. Chưa? Yeah. Rồi. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về vòng lặp trong Java. Bài sau, chúng ta sẽ đi đến phần ứng dụng thực tế của vòng lặp, đó là mảng trong Java. Chưa? Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu vào website chính thức của Havi Team, đó là haviteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó. Ở đây, các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn. Các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm. Các bạn học rất là nhiều. Rồi, thử vào một khóa. Mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy. Các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và source code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể lướt quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp. Rồi đặt câu hỏi. Ở đây, chẳng hạn, nhấn tiếp tục. Chọn chủ đề bạn cần. Viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc xuất file trong C#. Rồi, đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây, có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi, nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok, nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.havyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok, tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage Happy Team ngay tại đây, nó sẽ lòi ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của Happy Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.